Hy Lạp đã xác nhận khoảng 9.300 trường hợp nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đây là con số cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện tại quốc gia này vào năm 2020. Theo chuyên gia dịch tễ học Antanasius Tsarskis, các mẫu thu thập được mới đây cho thấy 70% trường hợp nhiễm mới ở khu vực Attica và thủ đô Athens là biến thể Omicron. Điểm đáng lưu ý là đa số các ca nhiễm mới đều đến từ những đối tượng chưa tiêm chủng, chiếm khoảng 85% hoặc mới chỉ tiêm một liều vaccine ngừa COVID-19. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế là các biện pháp hạn chế mới bắt đầu từ ngày 3 tháng 1 đến 16 tháng 1 được chính phủ quyết định sau cuộc họp của Ủy ban chuyên gia về dịch tễ trong ngày 27 tháng 12. Cơ quan này cũng khuyến nghị người dân sử dụng các loại khẩu trang FFP2 hoặc KN95 sẽ tăng cường khả năng bảo vệ và đây cũng sẽ là yêu cầu bắt buộc khi tham gia phương tiện công cộng trong siêu thị và tất cả khu vực tụ tập đông người cũng như các địa điểm ăn uống. Bên cạnh đó, các địa điểm ăn uống và giải trí sẽ không được mở cửa quá 12 giờ đêm. Ngoài ra, tại các quán ăn sẽ chỉ được cho phép tối đa 6 người ngồi một bàn và giữ khoảng cách đảm bảo đúng quy định dịch tễ. Đối với các địa điểm thể thao sẽ chỉ được hoạt động khoảng 10% công suất. Các quy tắc nghiêm mặt hơn cũng được áp dụng đối với những người đến thăm các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, bệnh viện và phòng khám. Đó là sẽ phải xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 trong vòng 48 giờ qua. Quy định mới cũng cho phép tối đa 50% nhân viên khu vực tư nhân và nhà nước có thể làm việc tại nhà và lịch trình luân phiên cũng cần được thực hiện để tránh tình trạng quá tải phương tiện đi lại.